Mình là Đại Hàng Kiệt. Mình là Phan Duy Kiệt. Tôi là Phạm Thanh Hải. Công việc hiện tại của mình là định hướng sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng dành cho các ấn phẩm quảng cáo cho một bộ phim. Tôi là một film trainer, một công việc kết hợp giữa vai trò của filmmaker, nhà làm phim và entrepreneur, người làm kinh doanh. Hiện tại mình đang là freelance 3D artist và VFX visual artist. Thì công việc của mình chủ yếu xoay quanh việc tìm kiếm ý tưởng và nhận thử nghiệm những phong cách nghệ thuật mới trong môi trường 3D. Những dự án để lại ấn tượng với mình nhất đó chính là dự án World of Dragonness, là một live action TVC, hay Hello Race 2021 và Interlinked No Distance là một dự án 3D, và gần đây nhất đó chính là Yamaha Exciter Born to Ride, là một dự án full CGI được làm với đội Anti Art, là một trong những dự án mà để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, vì với mỗi dự án đó chúng luôn đặt ra những ranh giới để khi mình được vượt qua mình lại phát triển hơn một bậc, trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Trước đây khi tôi còn là giám đốc điều hành ở Studio 68 thì với công việc chính là quản trị nhà đầu tư và quản trị dự án, tôi đã tham gia các dự án như Hai Phượng, Cô Ba Sài Gòn. Sau khi tách ra và thành lập AMA Solution thì công việc chính của tôi là phát triển kịch bản và ý tưởng sản xuất đạo diễn cho bộ phim đầu tay Hoa Phong Nguyệt Vũ. Mỗi bộ phim đều có những cái hay và nhiều cảm xúc riêng. Ví dụ như phim Người Bất Tử, phim Mắt Biếc hay là Trạng Tí. Là một freelance 3D artist thì công việc của mình thường sử dụng những phần mềm chuyên dụng như Cinema 4D và Octane Renderer. Ngoài ra mình có sử dụng Adobe After Effects và Photoshop để hỗ trợ xử lý hình ảnh. Một số phần mềm mà tôi hay sử dụng trong công việc bao gồm Adobe Lightroom, Premiere, Filmora và Snapseed. Hiện tại thì công ty mình đang sử dụng các phần mềm trong bộ Adobe, chủ yếu là Adobe Photoshop, Illustrator và Lightroom. Lần đầu tiên khi mình thấy sản phẩm Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED thì mình cảm thấy rất ấn tượng với thiết kế hai màn hình. Ngoài ra, cái cấu hình RTX 3080 nó là một con cạp đồ họa rất là phù hợp cho ngành thiết kế sáng tạo. Vì công việc của mình phải on-set rất là nhiều thì đôi khi mình phải xử lý những cái kỹ thuật, những cái kỹ xảo 3D trực tiếp tại nơi làm việc mà mình không thể nào mình làm về nhà, thì chiếc laptop này nó sẽ giúp chúng ta xử lý cái công việc đó rất là thoải mái và thuận tiện. Với màn hình OLED 4K HDR giúp hiển thị màu sắc chuẩn xác, đây chính là chất lượng hình ảnh mà dân sáng tạo luôn mong muốn được hướng đến. Vì bản chất công việc phải di chuyển nhiều, thay đổi môi trường suy nghĩ từ kinh doanh sang sáng tạo trong tích tắc. Thế nên, với hai màn hình là một điểm cộng, nó đem lại một cảm giác đầy đủ khi thay đổi môi trường làm việc, dễ tương tác khi làm việc nhóm offline. Khi mà mình nhìn thấy sản phẩm này rất là tò mò, thì nó có những cái tích hợp những cái công cụ mà mình trước đây mình không tìm được trên một cái laptop nào khác. Đó là có hai cái màn hình và mình có thể tương tác vẽ trực tiếp trên đó, rất là thuận tiện trong việc sáng tạo của mình. Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây để trải nghiệm Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED.